Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anti Channel. Và các bạn ơi, năm mới đã đến rồi hen. Bây giờ thì chắc có lẽ là mọi người đã bắt đầu nghỉ Tết rồi ha. Mấy hôm nay thì Anti cũng hơi bận các bạn à. Chuẩn bị ăn Tết cho nên là cũng không có ra video thường xuyên được cho các bạn xem hen. Còn bây giờ thì mình sẽ cố gắng ha, dọn dẹp nhà cửa xong rồi thì bây giờ bắt đầu ra video đều đặn hơn ha. Rồi anh em xem video thì đừng quên để lại một like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho Anti Channel nha. Giới thiệu sơ thì anh em ơi, hôm nay để coi có cái gì vui và thú vị hay không. À, và hắn thì có nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở các gói trong game thì các bạn có thể liên hệ bên mình. Mình nhận mở các gói VIP và cái giá thì cái giá trong game kèm theo một ít phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo nhà phát hành ban nít hay là sẽ khóa nít của các bạn nha. Rồi, ở đây thì ngày hôm nay hiện tại còn có một cái event thôi và còn ui chà, cũng gần hết event luôn rồi. Anh em mình chơi thu hoạch nhẹ cái nè. Đó, để coi coi hôm nay có cái gì đặc biệt và thú vị hay không ha. Anh em mình sẽ đi giao lưu nhẹ ở khu vực arena cái nha các bạn. Nghĩa nhẹ sơ thì chỗ này. Rồi, chúng ta sẽ giao lưu nhẹ ở khu vực arena nha. Những thành viên rồng VIP của anh em mình thì nó không có được vào đây ha mọi người. Đó, ở đây thì anh em mình chỉ mang được mấy bé thuộc dòng là legend thôi, cho nên nó là cũng không được vui cho lém. Đó, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ khu vực arena với những cái bé thuộc dòng legend. Wow, chưa gì hết trơn là bị quất một phát rồi. Ở đây thì anh em mình sẽ cho thành viên đây tay cầm thanh kiếm. Con này nhìn rất là đẹp luôn nha mọi người. Sử dụng tuyệt chiêu đó chính là quay tay đại pháp nha mọi người. Rồi và Tết đó thì hắn tay vẫn bán những cái nick Dragon City cho mọi người nha. Anh em nào đang cần những cái nick xịn sò để chơi game thì các bạn có thể ghé vào trang web của mình là trang hantaychannel.com. Mình để khá là nhiều nick trên đó, các bạn có thể lựa được cái nick nào thì có thể inbox trực tiếp với mình qua Facebook nha. Còn link Facebook có thể anh em check link bên dưới phần mô tả của video cho an tâm nha các bạn. Ở đây thì wow, thành viên rồng đá đúng không? Ở đây mình có mấy con legend thôi nhưng mà cũng rất là lợi hại nha. 200 mấy thì mình nghĩ chắc không đủ đam rồi. Rồi lần này thì chúng ta sẽ đến với là rồi tầm khoảng 110 mấy thì anh em mình xài tuyệt chiêu này đi ha. Lắm 157.000, quá tuyệt vời. Bây giờ thì anh em mình được thêm một lượt đánh nữa. Kèo này thì bass C nhẹ snapper. Wow, ôi nó win hai lần. Oh no. Anh em mình bị lên bảng đếm số luôn rồi các bạn ơi. Cay thiệt sự nha. Rồi bây giờ thì bé yêu này thể hiện vậy. Victory. Trận này thì anh em mình một bé yêu đã được đưa đi du lịch rồi ha. Wow. Đổi rồng. Bé này thì hiện tại đang là level 50 thôi. Rồi tạm ổn nha mọi người. Nhìn sơ thì tên bạn có một em level 70. Còn anh em mình đó thì khá là gắt nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ giao lưu nhẹ với thành viên này đi. Đây, quay tay đại pháp ha. Thể hiện thêm một lần nữa luôn. Ôi, bé này có kỹ năng đặc biệt. Khi mà chết sẽ hồi sinh lại đồng đội. Nhưng mà hiện tại thì nhân vật này nó đang đứng ở vị trí đầu các bạn. Cho nên khi nó chết nó sẽ không hồi sinh được ai luôn. Tầm này thì cho bé level 50 ra thể hiện nha. Đó, nhẹ nhẹ thôi. Ây cha, con này mới level 45 thôi mà đam gì gắt vậy nhờ. Nó hạ luôn thành viên 50 của mình. Ôi, sát thương nhân 2 luôn. Quá ghê gớm nha. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với Roger. Để coi coi em này thuộc dòng Heroic và cũng được một sao rồi nè. Giao lưu nhẹ ha các bạn. Wow, victory. Vậy là anh em mình đã vượt qua được rồi nè. Wow, 70 vẫn là 70. Kèo này thì khá là căng luôn. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với bé này thì 45 nha mọi người. Wow, dàn rồng tên bạn hơi khủng nha. Ba con level 70 lần. Anh em mình quýnh kiểu này là sợ không lại đấy. Rồi Heroic. Ôi tên bạn hơn mình sao nha. Anh em mình nó thì hiện tại mới có một sao thôi. Con này thì nó tới 2 sao và level là 50. Ui, nhẹ nhàng luôn. Thành viên tiếp theo sẽ là bé nào đây? Em Mary. Giao lưu nhẹ với em Malegan này đi. Đó, tên bạn thì còn một em nữa, level vẫn là 55 ha. Kèo này cũng khá căng hen.
Và gần ha, sắp tới cái Adibay Pass mùa mới rồi ha mọi người. Wow. Ôi ôi ôi, con này 55 lần. Ây cha, 7 rồi. Ca này hơi ẩu các bạn ơi. Trời ơi, chưa 112.000 luôn hả? Ô đam nhưng mà gắt quá nhờ. Rồi, victory ha. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là đây. Bé này 45. Rồi. Em này cũng 45 luôn ha. Vô kèo. Nhìn sơ sơ thiệt tình là cái khu này thì nó hơi căng nha mọi người. Master 1 và mùa này thì những thành viên rồng đặc biệt của mình nó không được vào. Đành phải gọi là ngậm ngùi ha, mang mấy bé Legend, mấy con Heroic thường này vào chiến thôi. Rồi, hạ được một em tiếp theo. Đây, anh em để ý nha, tốc độ của mình cao hơn tem bạn cho nên là tem bạn nó không có bật lại mình được. Nếu như mà mình mang một cái con mà tốc độ thấp hơn bé này thì tem bạn nó sẽ được quánh 2 lần nha. Đó, mình khử được hai con rồi, bây giờ là đến với cái con thứ ba. Vẫn đang cố gắng ao nhay nhiệt tình với tem bạn luôn. Đây, vẫn đủ khả năng để áp chế nha các bạn. Không để tem bạn bật lại ha. Hôm nay anh em mình còn được tầm khoảng 2 trận nữa nè. Wow wow wow. Kiếm cái tem nhìn chất lượng xíu coi. Giọng Heroic là thấy mê rồi. Wow. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là mình không có con nào được đam sát thương nhân 2 hết trơn ha. Ôi em này nhìn đẹp phết luôn ha. Cái này hình như là cái skin nha mọi người. Wow. Skin là nhìn nó đẹp hơn là bình thường một xíu ha. Ôi. Wow, con này nó trâu thế nhờ. 352.000 máu luôn. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là mình cũng có sát thương nhân 2 nè. Nhưng mà không đủ đam đâu các bạn ơi. Cho bé này ra đi. Ây cha cha. Rồi bây giờ sẽ là tuyệt chiêu mặt trời ha. Đó. Đầm cuối của tem bạn là bé Migun. Ây. Rồi tiêu con level 70 của mình rồi. Ây cha, nó quýnh 2 lần luôn hả. Chơi về ai chơi lại. Rồi trận này anh em mình win nha mọi người, nhưng mà phải hy sinh hết mấy thành viên xịn sò của chúng ta rồi. Đó, kèo này là thấy hơi căng ha. Anh em mình kiếm được 15 điểm thôi, còn một trận win nữa là chúng ta sẽ kiếm được vàng rồng của mình nó bị thay đổi khá là nhiều ha. Thôi, anh em mình kiếm cái tem vừa vừa đi, mấy con này nó mạnh hơn mình quá, quánh là không lại. Ôi thôi rồi, lượm ơi rồi. Ôi thôi quýnh không nổi rồi các bạn ơi. Mình đã tốn một viên game để đổi tem mới nhưng mà nó không ra được thành viên mới ha. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với đây, vàng rồng khủng bố của chúng ta nằm đây. Đó, toàn hàng xịn với chất lượng, không mà không được vào khu vực đó đánh thì thành rất là tiếc luôn á mọi người. Wow, bây giờ thì giao lưu nhẹ với tuyệt chiêu ha. Ở đây là tuyệt chiêu gió nha mọi người. Rồi anh em mình cố gắng ao nhay nha. Wow, thể hiện kỹ năng xíu rồi. Đây là tuyệt chiêu kim loại nha. Chi phi. Wow, ở đây anh em mình đang có sát thương nhân 2 luôn nè. Rồi, tới công chuyện luôn. Bây giờ anh em mình đang giao lưu nhẹ với Andres. Bé Bạch Tuộc. Rồi, chùm cuối sẽ là bé Fernando ha. Hút máu đại pháp luôn. Victory. Khu này thì anh em mình gỡ được tập khoảng 3 hiệp thôi. Rồi. Nếu mà để gọi là nhanh gọn lẹ thì anh em mình có thể bật cái tuyệt chiêu đặc biệt này nha mọi người, đến từ Harry Stream.
Con này là một trong những thành viên rất bá đạo nha. Một phát thôi là lụm cả ba thành viên team bạn, đưa lên bảng đếm số liền. Đây, tuyệt chiêu đặc biệt nè. Nhẹ nhàng luôn. Wow, vẫn còn hả? Rồi, ok, qua cửa ha. Rồi, và các bạn ơi, anh em này chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại hắn tên một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.